Cái nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay thì gồm có ít nhất là 3 phần này. Một là giới thiệu về mặt nạ Transparency. Buổi hôm trước thì chúng ta đã nói về cái mặt nạ, một dạng mặt nạ khác, đó là cái lệnh Clipping Mask để giấu một che giấu một cái đối tượng nào đó bằng mặt nạ. Thứ hai là chúng ta sẽ làm quen tiếp các cái hiệu ứng ở trong Menu Effect, bao gồm có hai phần. Một là nhóm stylist, thì hôm trước chúng ta khi mà giới thiệu về cái bài tập làm cái đĩa CD thì chúng ta đã đề cập tới một phần nhỏ trong đó, đó là cái phần drop shadow để tạo bóng đổ. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu nốt những cái effect còn lại nằm trong cái nhóm đó. Và thứ ba là chúng ta làm việc với một cái khái niệm tương đối là đặc biệt ở trong Illustrator, đó là chúng ta làm việc với lại cái đối tượng 3D. Ở đây đặc biệt vì sao? Vì Illustrator nó là một cái chương trình làm việc cho những cái nền tảng 2D, tuy nhiên nó lại hỗ trợ rất tốt để cho chúng ta có thể làm việc và tạo ra những cái đối tượng dạng 3D ở trong cái môi trường này. Thì đây là cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là giới thiệu về cái mặt nạ Transparency. Tại sao lại giới thiệu về mặt nạ Transparency? Vì cái mặt nạ này nó liên quan tới phần tô chuyển mà hôm trước chúng ta đã trao đổi. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Phần đầu tiên, làm việc với mặt nạ Transparency. Thế thì như vừa rồi chúng ta vừa giới thiệu là cái nội dung này nó liên quan tới phần tô chuyển, thì chúng ta sẽ giới thiệu về mặt nạ như sau. Mặt nạ hôm trước của chúng ta là gì? Mặt nạ hôm trước của chúng ta là sử dụng một đối tượng đặt lên trên một đối tượng khác và chọn đối tượng bên trên lẫn đối tượng bên dưới, dùng lệnh Object Clipping Mask Match để mà chúng ta tạo ra một cái sự che giấu, nhét một cái đối tượng vào đằng sau một đối tượng khác và dùng đối tượng đằng trước để làm cái phần dẫn, phần mặt nạ cho đối tượng phía sau. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng mặt nạ Transparency thì nó có cái sự khác biệt là sao? Cái mặt nạ mà chúng ta sử dụng cái lệnh Clipping Mask thì nó sẽ rất là sắc, rất là rõ ràng ở đường biên, tuy nhiên và tất cả mọi cái thành phần nó đều hiển thị giống nhau, tức là nó đều rõ ràng cả. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng cái mặt nạ dạng Transparency thì chúng ta sẽ che giấu một cái đối tượng đi, nhưng mà chúng ta lại che giấu theo cái kiểu là nó có sự chuyển mờ, có phần rõ và có phần không rõ đấy. Và chúng ta có thể dựa vào cái mặt nạ dạng tô chuyển để chúng ta điều chỉnh cái sự rõ hay mờ của đối tượng đó. Bây giờ chúng ta vẽ thử cho một đối tượng. Ví dụ tôi có một ví dụ một cái chữ như này nhé. Ví dụ tôi có một cái chữ. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái bóng đổ soi gương cho nó, thì tôi sẽ làm như sau. Trước hết là chúng ta tạo bản lật cho nó. Thì trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng công cụ Reflect, nhấn Alt và chúng ta kích chuột vào cái điểm mà chúng ta muốn tạo ra tầm lật. Sau đó thì chúng ta cho nó lật xuống dưới và chọn lệnh Copy. Chúng ta sẽ có một cái bản sao theo kiểu soi gương, hay là chúng ta gọi là soi xuống mặt nước, đúng không ạ? Đổ xuống mặt nước. Thế mà bây giờ tôi muốn là làm cho nó tạo ra một cái hiệu ứng là trông nó có cái sự chuyển. Thì tôi sẽ làm như sau. Đây các bạn quan sát. Trước hết là chúng ta vẽ ra một cái đối tượng có thông thường là một hình chữ nhật. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tô chuyển vào cho nó. Thế để tô chuyển thì các bạn đã biết cách rồi. Chúng ta nhấp chọn vào cái nút chế độ là Gradient. Thì lúc này cái đối tượng được chọn này sẽ chuyển thành tô chuyển. Sau đó thì khi mà cái panel gradient này mở ra thì chúng ta sẽ cho nó xoay đi là 90 độ để cho nó tô theo chiều dọc, nên xoay đổi lại là đảo ngược cái màu đen xuống dưới, trắng lên trên, và gia giảm các cái tham số cho đen nhiều hay trắng nhiều thì chúng ta sẽ kéo con trượt ở đây. Sau đó thì chúng ta làm gì? Sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái đối tượng này đè lên, che lên cái bóng lật ở phía dưới. Đến đây thì chúng ta làm thao tác tiếp như sau. Bấm ra ngoài, giữ chuột và vẽ một cái marquee để chúng ta chọn cả cái
hình chữ nhật tô truyền và cái chữ ở bên dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần transparency ở đây. Thay vì là làm việc với ô opacity hoặc là sổ danh sách này ra để làm việc với lại chế độ hòa trộn như hôm trước thì chúng ta không làm như thế. Chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên ở trên góc này. Khi bảng lệnh mở ra thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh thứ ba từ trên xuống, Make Opacity Max. Khi bấm vào đây, chúng ta sẽ nhận được kết quả là cái dòng chữ này sẽ được che chắn một cách mờ dần. Đó, trong đó nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào vấn đề là cái mặt nạ được che chắn ở phía trên phải là một cái hình mà được tô bằng màu chuyển, mà màu chuyển ở đây là màu chuyển đen và trắng. Và khi chúng ta gia giảm, chúng ta điều chỉnh cái độ đen và trắng ở trên mặt nạ này, hoặc là chúng ta đặt lại vị trí, thì chúng ta sẽ có được cái sự rõ hay mờ, che đến đâu, rõ đến đâu. Đây thì các bạn quan sát, khi tôi bấm vào đây thì tôi sẽ chọn được cái phần mặt nạ này. Và quay trở lại với gradient này, tôi có thể gia giảm cái tham số, tôi có thể tăng giảm cái độ đen hay trắng. Thì các bạn thấy rằng là khi tôi thay đổi vào cái mặt nạ phía trên này thì cái đối tượng được che chắn của tôi nó cũng sẽ rõ ở phần nào và mờ ở phần nào theo cái sự điều chỉnh của cái độ đen ở trên mặt nạ. Hoặc đơn giản hơn, có thể là tôi sẽ sử dụng cái này, tôi nhắc cao lên hay là tôi hạ thấp xuống cái mặt nạ này thì nó cũng sẽ tác động tới cái đối tượng được đặt ở phía dưới. Lưu ý một chút là chúng ta có một cái thao tác có thể làm ở trên này. Thì các bạn để ý này, ở đây chúng ta có hai phần đối tượng. Một phần đối tượng là cái đối tượng được che chắn ở bên dưới, một phần nữa là cái mặt nạ được đặt ở phía trên. Và các bạn quan sát là tôi đang chọn cái nào. Đó. Nếu tôi chọn sang bên phần bên trái thì là tôi sẽ chọn đối tượng đang được che chắn. Còn nếu mà tôi bấm sang phía bên phải này là tôi chọn để tôi điều chỉnh cái mặt nạ ở phía trên. Nhìn một chút thì các bạn sẽ thấy rằng là ở bên cạnh này chúng ta có một cái dấu tích V là clip. Cái này thì nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là xử lý theo cái diện tích của mặt nạ. Có nghĩa là nếu như bây giờ tôi tắt cái clip này đi, có gì thay đổi không? Hiện tại thì không có gì thay đổi. Nhưng nếu bây giờ mà tôi dịch cái gì đây ạ? Tôi dịch cái mặt nạ này thấp xuống dưới nhá. Bây giờ tôi đánh dấu clip thì các bạn sẽ thấy có cái sự thay đổi đó. Tức là nó sẽ chỉ cho hiển thị cái đối tượng được che chắn ở trong phạm vi của cái mặt nạ mà thôi. Nếu như mà cái mặt nạ này tôi hạ xuống mà một phần của đối tượng không nằm trong phạm vi của mặt nạ thì nó chỉ hiển thị cái phần của đối tượng đó đang nằm trong diện tích mặt nạ, mà nó sẽ không hiển thị cái phần nằm ngoài diện tích mặt nạ. Nếu tôi bỏ cái đánh dấu clip này đi thì các bạn sẽ thấy cả cái phần nằm trong mặt nạ lẫn phần không nằm trong mặt nạ. Thế thì tùy vào yêu cầu, tùy vào ý đồ của các bạn mà các bạn có thể là đánh dấu hay không đánh dấu cái này. Mặc định của chương trình thì thường là nó đánh dấu mặc nhiên khi chúng ta áp dụng cái lệnh mặt nạ này. Thế nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn có thể bỏ cái này đi để các bạn điều chỉnh theo ý mình. Và mọi thứ thì điều chỉnh hết sức là trực quan. Có thể chọn cái này để dịch lên hay dịch xuống, hoặc chúng ta chuyển về công cụ gradient, gia giảm các tham số đen trắng ở trong này. Hoặc các bạn cũng có thể bấm vào công cụ này để các bạn làm sao đây ạ, di dịch cái điều khiển này. Bằng nhiều cách khác nhau, chúng ta có thể can thiệp vào cái kết quả của cái mặt nạ theo kiểu transparency này. Và đây chính là cái cách để mà người ta làm một cái bóng đổ cho một cái đối tượng. Chúng ta chỉ cần đối tượng thôi, sau đó tạo bản sao, đặt mặt nạ thì chúng ta sẽ tạo một cái bóng đổ theo kiểu chuyển mờ như thế này. Không nhất thiết rằng là cái ảnh hoặc là cái thiết kế nó phải có thực sự cái đó. Có giới hạn gì về cái này hay không? Thì về mặt nguyên tắc là không có bất cứ giới hạn gì về đối tượng
có thể áp dụng cái này. Đây là chúng ta vừa làm việc với text đúng không? Bây giờ tôi có thể là làm việc với một hình thông thường. Đó, tôi có thể vẽ ra một hình thông thường, một hình bất kỳ. Ví dụ chúng ta lấy thử một cái ảnh chẳng hạn nhé. Let's chúng ta lấy thử một cái ảnh này. Ví dụ lấy một cái ảnh. Nhưng mà đây thì cần phải lưu ý một tí. Bây giờ các bạn có nhìn thấy cái gì không ạ? Rõ ràng nó nhập một cái ảnh vào nhưng mà chúng ta lại không đang không nhìn thấy cái ảnh. Lý do rất là đơn giản, vì là chúng ta cần phải nắm được cái quy trình làm việc là chúng ta đang làm việc với cái gì. Hiện tại như vừa nãy là chúng ta nói là có hai phần, một là đối tượng, hai là cái mặt nạ ở phía trên. Hiện tại khi tôi nhập một cái ảnh vào và các bạn không nhìn thấy nó, rất đơn giản là vì chúng ta đang chọn cái gì ạ? Đang chọn cái lớp mặt nạ, chứ không phải là chúng ta chọn cái phần đối tượng. Do đó thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái này. Và muốn cho nó hiện ra được thì các bạn lại phải làm lại này, chọn cái phần liên quan. Đây, lúc này thì chúng ta mới nhìn thấy được cái đối tượng. Khi mà chúng ta chọn được đúng cái gì ạ? Chúng ta chọn được đúng cái phần phần layer mà chứa đối tượng đó. Bây giờ ảnh có làm được không? Thử nghiệm lại với ảnh nhé. Trước tiên là lật cái này này. Ok rồi, xong. Bây giờ chúng ta lại tạo ra một cái đối tượng mặt nạ để che, chuyển đó. Bây giờ lại chọn là lại tạo đó. Thì đây kết quả chúng ta cũng làm được cho một cái ảnh đấy. Thì chữ làm được rồi, ảnh làm được rồi, và đương nhiên cái vector thì không cần phải bàn, tại vì đấy là cái gốc của Illustrator. Như thế là chúng ta không có giới hạn nào về dạng đối tượng đó. Thế nhưng mà có mấy vấn đề như sau. Vừa rồi là một vấn đề là khi mà đã có một cái mặt nạ rồi, muốn đưa thêm các thứ khác vào thì các bạn phải chọn đúng cái gì đấy ạ? Các bạn phải chọn đúng cái layer chứa đối tượng, chứ không phải là chọn vào cái mặt nạ. Thứ hai là tháo dỡ nó ra thì tháo dỡ như thế nào? Tôi xóa bỏ cái mặt nạ này đi thì có được không? Ví dụ xóa bỏ mặt nạ. Xóa bỏ mặt nạ thì không có nghĩa là sẽ cho nhìn thấy lại, mà xóa bỏ mặt nạ thì các bạn sẽ không nhìn thấy luôn cái đối tượng bên dưới mặt nạ luôn. Đấy. Cho nên nếu mà làm cho đúng cách thì chúng ta không phải là đơn giản là chọn cái mặt nạ mà xóa đi, mà chúng ta lại phải làm theo cái quy cách mà tôi đã từng nói. Nghĩa là cho Illustrator làm cái gì ở đâu thì gỡ nó ra cũng ở đấy. Thì muốn tháo dỡ cái hiệu ứng này thì chúng ta lại phải chọn cái mặt nạ. Sau đó thì các bạn bấm vào mũi tên này. Đó. Lệnh trên này thì vừa nãy làm rồi, cho nên bây giờ nó mờ đi, và chúng ta chỉ có thể chọn lệnh dưới là Release Opacity Max. Bấm vào đây, nó sẽ tháo dỡ cái mặt nạ ra khỏi cái chế độ là mặt nạ trong đó. Sau đó thì các bạn có thể bỏ mặt nạ này ra hoặc là xóa nó đi, thì lúc đó thì mới được. Còn nếu mà các bạn làm sai thì nó chỉ có mất cái mặt nạ đi đấy, nhưng đồng thời nó cũng làm mất luôn, không cho hiển thị cái đối tượng ở bên dưới luôn. Thế thì đấy là một vài cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý thêm khi mà chúng ta làm việc với lại cái mặt nạ tôi chuyển này.